Phượng Mai xin trân trọng kính chào khán thính giả khắp nơi trong chương trình Hào Khí Lịch Sử kỳ 13. Hôm nay, Phượng Mai xin mời khán thính giả cùng với Phượng Mai nhìn về cuộc phạt tống của Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt, Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư. Lý Thường Kiệt sinh năm 1019, mất năm 1105. Lý Thường Kiệt vốn thuộc họ Ngô, tên thật là Tuấn, tự là Thường Kiệt. Sau đó được mang quốc tính, tức là mang họ vua, nên gọi là Lý Thường Kiệt. Theo phân phong hạng cho cấp võ ngày xưa thì chia ra là 4 hạng từ thấp đến cao: Anh, Hùng, Tuấn, Kiệt. Ai có sức khỏe địch khoảng 10 người là anh, 100 người là hùng, 1.000 người là tuấn và 10.000 người, tức là một dạng người, là kiệt. Ông sinh ra vốn con nhà võ và được bố mẹ mong muốn rằng con mình thuộc hạng đẳng, tuấn, có sức khỏe địch 1.000 người, do vậy đặt là Tuấn. Nhưng ông có rất nhiều công lao với triều Lý mà được đổi họ từ Ngô sang Lý. Ông lừng danh với những chiến công phá tống, bình chim, đánh tan hàng vạn quân giặc mà được phong hạng kiệt, và thường thường phá tan hàng vạn quân giặc được gọi là Lý Thường Kiệt. Ông quê gốc ở làng An Xá, huyện Quảng Đức, kinh thành Thăng Long. Làng An Xá sau đổi là Phúc Xá, nay thuộc quận Ba Đình. Có tài liệu nói ông ở phường Thái Hòa, nhưng nhiều tài liệu nghiên cứu gần đây đều cho rằng đó chỉ là nơi ông cư trú khi ông đã ra làm quan và nổi tiếng. Khi nhà Lý định kinh đô ở Thăng Long, đồng thời xây dựng thêm cung điện chính, bởi vậy phải di chuyển làng An Xá ra bờ sông Nhị, nay là sông Hồng. Nhưng thời gian tiếp theo do sông biến đổi mà làng An Xá phải dịch chuyển một phần sang bờ bắc sông Hồng, và do vậy được gọi là làng Bắc Biên, tức là làng bên bờ bắc sông Hồng. Từ nhỏ, Lý Thường Kiệt đã tỏ ra là người có chí hướng và nghị lực, siêng năng học hành, rèn luyện cả văn lẫn võ, từng nghiên cứu sâu rộng về binh pháp. Dưới triều Lý Thái Tông, ông được bổ nhiệm giữ chức kỵ mã hiệu úy, một chức quan nhỏ trong kỵ binh. Lúc ông 21 tuổi, năm 1041, tức là năm 23 tuổi, ông được sung vào ngạch thị vệ để hầu vua, giữ chức hoàng môn chi hậu, rồi được thăng dần lên chức đô tri, trông coi mọi việc trong cung. Đầu triều Lý Thái Tông, ông được phong chức bổng hành quân hiệu úy, một chức võ quan cao cấp, rồi được thăng chức kiểm hiệu thái bảo. Năm 1061, ông được lệnh cầm quân đi trấn Yên Thành, Nghệ. Năm 1069, ông cầm quân đi đánh Champa. Lần này vua Lý Thánh Tông thân chinh, Lý Thường Kiệt được phong đại tướng, chỉ huy đội tiên phong tiến vào đánh phá kinh thành. Dương quốc Champa bị bắt đưa về Thăng Long, đã xin dân đất để chuộc tội, gồm ba châu Bố Chánh, địa Lý, Ma Linh, nay là địa phận Quảng Bình và Bắc Quảng Trị. Sau khi toàn thắng, giữ yên được biên giới phía nam, Lý Thường Kiệt được ban các chức tước, phủ quốc thái phó và phủ quốc thượng tướng quân, thượng trụ quốc, khai quốc công. Ít lâu sau, ông lại được thăng chức thái quý, đồng trung thư môn hạ bình chương sự, là chức quan thứ hai trong triều, đứng sau chức thái sư, lúc ấy do Lý Đạo Thành đảm nhiệm. Năm 1072, Lý Thánh Tôn từ trần, Lý Nhân Tôn lên ngôi khi mới có 7 tuổi. Trong khi ấy, nhà Tống ở phương Bắc vẫn luôn dòm ngó, xem đây là một cơ hội tốt
để tiến hành ráo riết việc chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Tại ba châu Ung, Khâm, Liêm thuộc Quảng Đông, Quảng Tây ngày nay, nhà Tống thiết lập những căn cứ đồn quân và hậu cần to lớn để làm trung tâm điều binh khiển tướng cho cuộc xâm lược Đại Việt. Lúc này, sau khi Lý Nhân Tông lên ngôi, Lý Thường Kiệt được giữ chức Đôn Quốc Thái Quý, Đại Tướng Quân, Đại Tư Đồ, tức hiệu Thượng Phụ Công, với cương vị như Tể Tướng. Ông nắm toàn quyền cả văn lẫn võ, điều đó cũng có nghĩa là phải gánh vác nặng nề và chịu trách nhiệm to lớn đối với Giang Sơn xã tắc. Ông nhận lấy sứ mệnh thiêng liêng, trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc chiến chống quân Tống xâm lược. Đứng trước âm mưu và hành động đã rõ ràng công khai của địch, ông cho rằng ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước, chặn thế mạnh của giặc, được triều đình tán thành. Ông huy động 10 vạn quân tiến hành một cuộc tập kích, đánh thẳng vào căn cứ chuẩn bị xâm lược ngay trên đất Tống. Với danh nghĩa chính đáng là chỉ đánh Tống để giữ nước và đưa quân tới là để cứu dân, Lý Thường Kiệt đã viết bài hịch phạt Tống lộ bố văn, bài văn công bố đánh giặc Tống và cho yết bản ở khắp nơi mà binh mã Đại Việt đi ngang qua. Nội dung bài hịch giải thích cho người dân Trung Hoa vùng biên giới thấy rõ âm mưu của triều đình nhà Tống. Tống đế ngu hèn, không theo phép thánh nhân, nghe mưu kế tham tàn của An Thạch, bày ra phép thanh miêu trợ dịch, khiến trăm họ lầm than để thỏa cái mưu nuôi béo lấy thân mình. Sau đó bài hịch nói rõ binh mã của Đại Việt chỉ đường bắc tiến, muốn dẹp yên làng sống yêu nghiệt, chỉ có phân biệt quốc thổ chứ không phân biệt chúng dân, phải quét sạch cái bẩn thỉu hôi tanh để ca ngợi thổ đẹp của ngài Nhiêu, để hưởng hội lành của tháng Thuấn. Và cuối cùng không quên nhắc nhở, nay ta ra quân cốt cứu vớt muôn dân, ai nấy hãy tự đắn đo, chớ có mang lòng sợ hãi. Bài hịch truyền đi đã tác động mạnh vào dân chúng. Binh mã của Lý Thường Kiệt tiến tới đâu cũng đều được người dân ở Trung Nguyên ở đó hoan nghênh hưởng ứng. Binh mã Đại Việt bắt đầu cuộc tiến công vào đất Tống từ ngày 27 tháng 9 năm 1075. Đầu tiên, Lý Thường Kiệt cho phá hủy một loạt các đồn trại ở biên cương, rồi lần lượt thúc binh mã và đánh chiếm các thành Khâm, Liêm. Sau đó đại quân tiếp tục tiến sâu vào đất Tống. Ngày 18 tháng 1 năm 1076, binh mã Đại Việt áp sát thành Ung Châu. Đây là nơi quan trọng nhất trong các doanh trại đồn trú, dùng cho cuộc viễn chinh xâm lược vào Đại Việt. Sau 42 ngày dây hãm và tấn công quyết liệt, Lý Thường Kiệt đã hạ được thành, tiêu diệt và bắt sống nhiều tên binh tướng của nhà Tống. Theo sách lược công thành, binh mã được lệnh sang bằng các thành lũy lớn nhỏ, tiêu hủy các kho chứa lương thực, vũ khí, giáng đòn sấm sét, khiến binh mã nhà Tống không kịp trở tay, làm nhục nhuệ khí của tướng soái nhà Tống trong việc chuẩn bị cuộc xâm lược. Sau khi đã được mục tiêu của cuộc đánh sang đất Tống, Lý Thường Kiệt quyết định rút nhanh quân về nước. Cuộc rút quân rất đúng lúc, vừa bảo toàn được binh mã của Đại Việt, vừa phá được kế hiểm của nhà Tống, định điều quân lẻn sang đánh úp Đại Việt, nhân lúc đại quân của Lý Thường Kiệt còn đang ở bên đất Tống. Cuộc tập kích chiến lược đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Lịch sử ghi nhận chiến công kỳ diệu này, chiến công có 102 trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Gắn liền với chiến công ấy là tên tuổi vị chủ tướng tài ba Lý Thường Kiệt. Nhà viết sử Ngô Thì Sĩ ca ngợi ông:
bài trận đường đường, kéo cờ chính chính. 10 vạn quân thẳng sâu vào đất khách, phá quân ba châu như chẻ trúc. Lúc tới còn không ai dám địch, lúc rút quân không ai dám đuổi. Dụng binh như thế, chẳng phải nước ta chưa từng có bao giờ? Trích theo Việt Sử Tiêu Án. Tuy bị thua trận bất ngờ và tổn thất nặng nề, nhưng nhà Tống vẫn chưa chịu thua. Lý Thường Kiệt đoán chắc thế nào binh mã nhà Tống cũng kéo quân sang phục thù và tiếp tục thực hiện những mục tiêu xâm lược. Ông cử người vào đất Tống để theo dõi âm mưu và kế hoạch xâm lược của quân Tống. Ông tự mình đi xem xét vùng biên cương phía nam và tăng cường lực lượng bố phòng ở đó, nhằm chặn sự tiến công quấy rối của quân Champa. Ông thiết lập những đoàn binh mã bản địa ở các khu vực biên cương, các thổ binh, hương binh ở vùng Sơn Lâm phía bắc, dùng chiến thuật đột kích bất ngờ và tiêu hao địch trên các con đường tiến quân của nhà Tống vào Đại Việt. Ông tập trung xây dựng phòng tuyến chính của đại binh dựa vào bờ nam sông Như Nguyệt, nay là sông Cầu, có rào dầu nhiều tầng, trải dài trên 200 dặm từ chân núi Tam Đảo đến sông Lục Đầu. Dưới sông có thủy quân, trên thành có quân Đống và Tiểu Tuần. Với phòng tuyến này, binh mã Đại Việt nắm chắc khả năng ngăn chặn đại địch, bảo vệ an toàn kinh thành Thăng Long và cả một vùng Trung Châu rộng lớn và trù phú của Giang Sơn. Cuối năm 1076, đại quân Tống chia làm nhiều cánh, vượt biên ải tiến ào ạt vào Đại Việt. Sau một tháng trời, phải luôn luôn đối phó với những cuộc chống trả quyết liệt của quân bản địa trên vùng biên giới và Thượng Du. Cuối cùng ngày 18 tháng 1 năm 1077, đại quân nhà Tống cũng tiến được tới bờ bắc sông Cầu, nhưng đến đây đã bị chặn đứng lại. Phòng tuyến sông Cầu sừng sững như một bức tường thành, vững chãi, nguy nghiêm và đầy thách thức. Binh mã nhà Tống buộc phải dừng quân, tập kết trên một trận tuyến dài 30 cây số. Từ bến đò Như Nguyệt đến chân núi Nham Biền, để từ đó mở các đợt tấn công sang phòng tuyến của Đại Việt. Một lần, nhà Tống tập trung binh lực đột phá trận tuyến đại binh Việt ở bến đò Như Nguyệt, chọc thủng được một đoạn phòng tuyến. Quân tiên phong của nhà Tống tiến về phía Thăng Long, nhưng đại quân do Lý Thường Kiệt chỉ huy đã phản công kịch liệt. Nhà Tống bị tổn thất nặng nề, phải mở đường máu mà tháo chạy. Lần khác, nhà Tống lại mở đợt tấn công mới với những bè lớn, mỗi bè chở được 500 quân qua sông, liên tiếp đưa những đạo quân mạnh đổ bộ lên bờ phía nam. Nhưng ở đây, binh mã nhà Tống lại đụng phải sức phản công dữ dội, dũng mãnh dưới sự chỉ huy linh hoạt, sắc bén của đại soái Lý Thường Kiệt. Những đạo quân đổ bộ đều bị tiêu diệt hoặc phải đầu hàng. Vào lúc cuộc chiến diễn ra vô cùng quyết liệt, Lý Thường Kiệt đã viết lên bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, một bài thơ bất hủ để cổ vũ tinh thần binh sĩ. Tương truyền rằng ông đã sai người giải làm thần nhân, nấp trong đền Trương Hát, ở bờ nam cửa sông Như Nguyệt, đọc bài thơ này. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép, một đêm quân sĩ chợt nghe ở trong đền có tiếng ngâm to rằng: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ lại xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang thủ bại hư. Tạm dịch là: sông núi nước Nam, Nam Đế ở, rành rành định phận ở sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
theo sách Diệt Điện U Linh thì tướng quân Trương Hát là thần Song Như Nguyệt. Chính thần nhân này đã đọc bài thơ trên. Sách còn nói thêm, đang đêm nghe tiếng giang trong đề đọc bài thơ ấy, đại quân đều phấn khởi, quân Tống sợ tán đảm, không đánh cũng tan. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà sau này được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Việt. Nước Nam là một quốc gia có lãnh thổ riêng, có cương giới rõ ràng. Quyền độc lập tự chủ của dân tộc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Bài thơ thể hiện khí phách hào hùng về ý chí gan thép của dân tộc, cảnh cáo nghiêm khắc kẻ ngoại xâm, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ đại binh nước Việt hăng hái nơi sa trường, liều chết để bảo vệ Sơn Hà xã tắc. Qua thực tế chiến trường trên phòng tuyến sông Cầu, bài thần thi này được truyền đi đã có sức mạnh lạ kỳ, làm nao núng tinh thần quân Tống, làm tăng nhuệ khí và thêm sức chiến đấu cho binh mã Đại Việt, trực tiếp góp phần làm xoay chuyển cục diện giữa lúc cuộc chiến đang trong giai đoạn cực kỳ quyết liệt, tạo điều kiện cho cuộc phản công chiến lược và dẫn đến sự toàn thắng sau cùng. Đó là cuộc phản công chiến lược do Lý Thường Kiệt trực tiếp chỉ huy. Đại quân vượt sông, bất ngờ đánh úp vào doanh trại chính của nhà Tống. Theo Việt sử lược thì quân Tống đại bại, tiêu diệt đến 5/6. Sau chiến thắng trên, Lý Thường Kiệt đã chủ động phái người sang sông gặp tướng lãnh nhà Tống, đặt vấn đề hòa giải nhằm sớm chấm dứt chiến tranh, với điều kiện là toàn bộ quân Tống phải rút khỏi đất Giang Sơn Đại Việt. Các tướng lãnh của nhà Tống đang lúc hoang mang cực độ trước nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, nên vội vàng nhận điều kiện trên và lập tức rút quân. Đó là vào tháng 3 năm 1077, không cần cờ lệnh của triều đình nhà Tống. Trong cuộc chiến lần này, đại binh của nước Việt đã tiêu diệt được hơn 19 vạn quân nhà Tống. Tính cả đợt tập kích lần trước vào Ung, Khâm, Liêm, Tam Châu, tổng cộng đã tiêu diệt được gần 30 vạn quân sĩ của nhà Tống. Chiến thắng khải hoàn của cuộc chiến chống quân xâm lược Tống từ năm 1075 đến năm 1077 là một minh chứng hùng hồn về sự phát triển vượt bậc của dân tộc. Sau một thế kỷ giành độc lập, quốc gia Đại Việt đã có đủ sức mạnh để chống lại một Tống quốc to lớn, đông người lắm của. Thắng lợi này có công sức và sự hy sinh to lớn của toàn dân, dũng mãnh nơi sa trường, mưu trí và sáng tạo của các tướng lãnh cầm quân. Bên cạnh đó là công trạng lớn lao của vị tướng soái Lý Thường Kiệt. Với tài năng thao lược và nghệ thuật điều binh khiển tướng kiệt xuất, với ý tưởng tiên hạ thủ di cường, ông liên tục tiến công kẻ thù, đánh phủ đầu quân xâm lược khi chúng chưa kịp hành động, phản công nhanh chóng và quyết liệt. Ngay khi bị kẻ thù tiến công, đánh ngay vào đại binh mạnh nhất của nhà Tống, ngay trên hướng tiến quân chủ lực của họ. Ông khéo kết hợp giữa tiến công và phòng ngự, giữa các chiến lược, đánh ngay tại trận địa và tấn công bằng tâm lý. Ông vận dụng tài tình, sự kết hợp giữa sa trường đối địch và sự quấy nhiễu về mặt tâm lý đối với những kẻ diễn chinh. Giang Sơn lại thái bình. Lúc này vua nhà Lý mới 12 tuổi. Lý Thường Kiệt lại tiếp tục gánh trách nhiệm lớn của triều đình trong công cuộc gìn giữ xã tắc, chăm lo đời sống người dân. Ông đã cho tu bổ đê điều, đường xá, đình chùa bị hư hại trong cuộc chiến và tiến hành nhiều biện pháp nhằm cải tổ nền dương pháp và chính sự cho cả Giang Sơn. Năm 1082, ông từ chức tể tướng,
và được cử về trị nhậm trấn Thanh Hóa, làm việc ở đây suốt 19 năm trời. Đến năm 1101, thì vua Lý Nhân Tông lại mời ông trở về triều giữ lại chức tể tướng. Lúc này ông đã 82 tuổi. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng ông vẫn tình nguyện cầm quân đi đánh giặc Lý Giác ở Diễn Châu. Năm 1103, dẹp giặc Chiêm Thành quấy nhiễu ở Bố Chánh. Năm 1104, ông còn thiết lập lại toàn bộ đại binh của triều Lý, duyệt đổi lại ngạch binh mã từ cấm binh đến dân quân. Lý Thường Kiệt là một trọng thần đã trải ba triều vua: Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông, luôn luôn được triều đình tin tưởng, nể trọng. Từ đời Lý Thánh Tông, ông đã được đề cất lên ngang hàng các hoàng tử, được vua nhận làm con nuôi và ban hiệu Thiên Tử Nghĩa Nam. Đời Lý Nhân Tông, ông được vua coi như em trai và ban hiệu Thiên Tử Nghĩa Đệ. Ông mất năm 1105, thọ 86 tuổi. Khi ông mất, được phong tặng kiểm hiệu Thái Quý Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự. Diệt Quốc Công được lập đền thờ ở nhiều nơi. Lý Thường Kiệt là một nhà quân sự kiệt xuất, có tài thao lược lỗi lạc, phá Tống, bình Chiêm, đánh đầu thắng đó. Ông cũng là một nhà chính trị tài giỏi và ngoại giao xuất sắc. Về văn học, ông để lại cho bài thơ bất hủ Nam Quốc Sơn Hà tác phẩm nổi tiếng nhất đời Lý, và bài hịch hùng tráng Phạt Tống Lộ Bố Văn. Ông là một nhân cách lớn, dân bia chùa Linh Xứng, núi Ngưỡng Sơn đã ca ngợi ông như sau: làm việc thì siêng năng, điều khiển dân thì đôn hậu, cho nên dân được nhờ cậy, khoan hòa giúp đỡ trăm họ, nhân từ yêu mến mọi người, cho nên dân kính trọng, dùng quy vũ để trừ gian ác, đem minh chính để giải quyết ngục tụng, cho nên hình ngục không quá lạm. Thái Quý biết rằng dân lấy sự no ấm làm đầu, nước lấy nghề nông làm gốc, cho nên không để lỡ thời vụ, tài giỏi mà không khoe khoang, nuôi dưỡng cả đến những người già ở nơi thôn dã, cho nên người già nhờ thế mà được yên thân. Phép tắc như vậy có thể là cái gốc trị nước, cái thuật yêu dân, sự tốt đẹp đều ở đấy cả. Lý Thường Kiệt được xem là một anh hùng dân tộc bậc nhất đời nhà Lý, mà tên tuổi và sự nghiệp vẫn sáng chói mãi trong lịch sử của dân tộc Đại Việt.